Dạ em chào chị. Chị chào em nha. Dạ em muốn tìm hiểu một số thông tin về trường cũng như là ngành phát triển phần mềm mà bên mình đang đào tạo ạ. Rồi, hiện tại thì bên trường đang có đào tạo về chuyên ngành phát triển phần mềm nha. Và ngành này á, khi em học ở trường thì mình chỉ học trong thời gian là 2 năm 4 tháng thì có thể tốt nghiệp và đi làm. Cái thứ hai nữa là về điều kiện xét tuyển thì trường chị không có xét điểm thi hay là xét học bạ. Ở đây mình chỉ cần thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông là có thể học được nha. Dạ, em nghe nói là ngành này khá là khó chị, không biết là mình không biết là chị có thể tư vấn thêm cho em về cái quá trình học không? Thật ra thì chuyên ngành này á, nó cũng không phải là quá khó nha. Và khi em học á, thì mình sẽ được học lại tất cả các kiến thức là từ đầu hết. Ví dụ như mình học về kiểm thử phần mềm nè, học về lập trình Java ha, hoặc là học về bên mảng máy tính cơ bản. Thì em học ở đây, khung chương trình của mình nó sẽ chiếm 70% là thực hành, chỉ có 30% là lý thuyết thôi. Nên là cái thời gian thực tập nhiều thì em sẽ nắm được cái kiến thức của mình nhiều hơn. Sẵn gì cho em hỏi luôn về cái cơ hội việc làm mà trường mình mang lại gì? Đối với ngành này, nếu mà em học đó, thì sau này ra trường mình có thể làm được những cái vị trí công việc, ví dụ như là chuyên viên lập trình tại những công ty phần mềm, hoặc là IT cho các doanh nghiệp, mình làm chuyên viên kiểm thử phần mềm, hoặc là làm bên vị trí là chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu cho các doanh nghiệp nha. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy chị cho em đăng ký để mà giữ chỉ tiêu. May mắn vì 3 năm trước mình đã chọn học tại đây. Vì vậy mà bây giờ mình đã có được một công việc ổn định. Cảm ơn FPT Polytechnic.